Xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đã quay lại với tiết học khoa học. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài Âm thanh trong cuộc sống. Các em ạ, không có âm thanh, cuộc sống của chúng ta sẽ không những tẻ nhạt mà còn rất nhiều điều bất tiện. Vậy, âm thanh có vai trò như thế nào trong cuộc sống? Bài học hôm nay sẽ giúp các em tìm hiểu điều đó. Em hãy quan sát tranh và cho biết, trong cuộc sống, chúng ta sử dụng âm thanh để làm gì? Ở bức tranh số 1, chúng ta nhìn thấy đó là hoạt động gõ cồng chiêng. Ở hoạt động này sẽ có âm thanh là tiếng cồng chiêng và vai trò của nó là thưởng thức âm nhạc. Ở bức tranh số 2 có hai bạn nhỏ đang ngồi và hoạt động của hai bạn nhỏ này đó là trò chuyện với nhau và âm thanh là tiếng nói, vai trò là trao đổi tâm tư, tình cảm. Ở bức tranh số 3 là tranh của một lớp học thì hoạt động ở đây chính là dạy và học. Âm thanh là tiếng nói và vai trò là học tập. Bức tranh số 4 là hình ảnh của một người thầy đang đánh trống. Như vậy hoạt động ở đây là đánh trống, âm thanh là tiếng trống và vai trò là báo hiệu. Như vậy thì các em cũng thấy âm thanh có vai trò rất quan trọng trong đời sống của chúng ta. Nhờ có âm thanh, chúng ta có thể học tập, nói chuyện với nhau, thưởng thức âm nhạc. Ngoài ra thì âm thanh còn sử dụng để làm tín hiệu như tiếng trống, tiếng còi, vân vân. Và sau đây, cô mời các em cùng xem một đoạn clip sau nhé. Đây quả thật là một bài hát thật là dễ thương và với giai điệu rất là thú vị đúng không nào? Cô có một hoạt động dành cho các em, đó là em thích và không thích những âm thanh nào. Bây giờ các em hãy lấy một tờ giấy nháp ra và ghi lại những âm thanh mình thích, những âm thanh mình không thích vào bên trong tờ giấy nhé. Như vậy mình thấy là mỗi người đều có một sở thích về âm thanh khác nhau. Những âm thanh hay, có ý nghĩa trong cuộc sống thì sẽ được ghi lại. Vậy, việc ghi lại âm thanh có ý nghĩa gì? Việc ghi lại âm thanh giúp cho chúng ta có thể nghe lại được những bài hát, những đoạn nhạc hay từ nhiều năm trước. Việc ghi âm thanh còn giúp cho chúng ta không phải nói đi nói lại nhiều lần một điều gì đó. Bây giờ, các em hãy kể những cách ghi âm thanh mà các em biết. Các em đã kể được những cách ghi âm thanh nào rồi? Bây giờ, cô sẽ kể cho các em nghe một câu chuyện về nhà bác học Thomas Edison. Nhà bác học Thomas Edison là một nhà bác học nổi tiếng và có nhiều phát minh vĩ đại. Hơn 100 năm trước đây, nhà bác học Thomas Edison đã phát minh ra chiếc máy hát. Với chiếc máy này, lần đầu tiên âm thanh đã được ghi lại và phát ra. Trên đây là hình ảnh của nhà bác học Thomas Edison và hình ảnh của chiếc máy hát đầu tiên do nhà bác học Edison phát minh ra.
Và ngày nay thì người ta đã có nhiều cách để ghi âm thanh hơn, và sau đây cô sẽ giới thiệu cho các em một số cách mà người ta thường dùng để ghi âm thanh. Người ta có thể dùng băng cassette để ghi âm thanh, hay ghi vào đĩa CD, điện thoại, mic thu âm và laptop. Và ngoài ra thì còn rất là nhiều cách thu âm khác nữa. Bây giờ mời các em cùng đến với một trò chơi người nhạc công tài ba. Trò chơi này được chơi như thế nào? Cô mời các bạn cùng xem một đoạn clip sau đây để biết cách chơi nhé. Music out of water and glasses. Let me show you how to make one so you can play too. First you need water and glasses. It's important that all the glasses are the same size. So let's try it out. The less water there is in the cup, the higher the note is. The more water there is in the cup, the lower the note is. Now this is going to be the lowest note because it has the most water. Let's try the difference between this cup and this cup. You see the difference? Now let's try it between this one and this one. You see the difference there? And now let's try it between this one and this one. Let's add them all together. So then you keep experimenting until you have the sounds you want. Now I'm going to use some food coloring just to make it colorful. The color doesn't really affect the sound, but it just makes it pretty. My favorite color is either blue or pink. Now let's test it out. That's how you make a water xylophone. And now, for the first ever water xylophone concert in the world, presenting Dun dun dun! Abby! Hello, hello everyone. Thank you. Thank you. Đây là một trò chơi hết sức là thú vị nhưng rất là đơn giản để chuẩn bị đúng không nào? Các em hãy thử làm trò chơi này ở nhà để mình chơi nhé. Các em hãy quan sát tranh và cho biết tiếng ồn có thể phát ra từ đâu. Tiếng ồn có thể phát ra từ tiếng động cơ ô tô, xe máy, chợ, vân vân. Hoặc là tiếng ồn cũng có thể phát ra từ tiếng sủa trong đêm. Tiếng ồn cũng có thể phát ra từ tiếng máy cưa, tiếng búa đập. Theo em, hầu hết các loại tiếng ồn là do tự nhiên hay do con người gây ra? Hầu hết các loại tiếng ồn là do con người gây ra, như sự hoạt động của các phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy, hàng không, vân vân. Như vậy, tiếng ồn có tác hại như thế nào? Âm thanh được gọi là ồn khi nó trở nên mạnh và gây khó chịu. Tiếng ồn có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của con người. Có thể gây chói tai, ảnh hưởng đến tai giữa, gây đau đầu, gây mất ngủ, gây suy nhược thần kinh và tiếng nổ lớn có thể làm thủng màng nhĩ. Tiếng ồn có những tác hại như vậy đến sức khỏe của con người chúng ta.
Vậy, có những biện pháp nào để phòng chống tiếng ồn? Biện pháp thứ nhất, đó là có những quy định chung về không gây tiếng ồn nơi công cộng. Biện pháp thứ hai, sử dụng các vật ngăn cách làm giảm tiếng ồn đến tai, ví dụ dùng cửa kính cách âm. Biện pháp thứ ba, trồng nhiều cây xanh để giảm tiếng ồn, giúp cuộc sống của con người trở nên yên tĩnh hơn. Ngoài ra, các em hãy thử kể thêm một số cách để chống tiếng ồn xem nào. Chúng ta nên và không nên làm gì để góp phần phòng chống tiếng ồn cho bản thân và những người xung quanh? Chúng ta nên trồng nhiều cây xanh, nhắc nhở mọi người cùng có ý thức giảm ô nhiễm tiếng ồn. Công trường xây dựng, khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp nên xây dựng xa nơi đông dân cư hoặc lắp các bộ phận giảm thanh. Chúng ta không nên nói quá to, cười đùa ở nơi cần yên tĩnh. Không nên mở nhạc to, mở tivi to. Không nên trêu đùa súc vật để chúng kêu, sủa. Không nên nổ máy xe, ô tô trong nhà. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các em đã tham gia tiết học ngày hôm nay và hẹn gặp lại các em vào tiết học sau nhé.